Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh mình. Hôm nay mình xem clip về 8 tự game run là rất hoạnh anh em. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào ngay tự game đầu tiên luôn. Clan of Class. Ok. Đây là lần đầu tiên mình chơi cái game này. Game này lúc chơi của ông rất là nổi tiếng. Mặc dù game này là một game rất là nổi tiếng. Gì đây? Cửa hàng à? Xây dựng. Ô, ui, quái vật. À, cái này mình sẽ phải thủ, kiểu mua đồ để thủ ấy, tại bọn quái vật nó sẽ đến rồi nó tấn công cái thành của mình mà. Mày tấn công mày. Ô, được đi tấn công những thành người ta luôn. Phải không nhỉ? Ô. Cái game này có phải là kiểu lập lên một đế chế phải không? Đấy, mình kiểu cai trị một vương quốc gì đấy. Cửa hàng xây tiếp, ok luôn, phải xây chứ, xây tiếp luôn. Thôi 10 giây thôi, không cần phải dùng đâu, phí kim cương các bạn ạ. 10 giây thôi mà. Kim cương này mình sẽ tiết kiệm nha. Mình sẽ để cho những cái việc quan trọng khác. Mình nghĩ sẽ có việc rất là quan trọng đấy. 20 giây à? Ôi bình thường, 20 giây bình thường. Tiếp tục thôi. Bây giờ đi tấn công rừng yêu tinh. Ok, nhẹ thôi, mất một con lính của tao đấy, tiền cả đấy, một viên kim cương đấy, phải ít gì đâu. Hay này xử, giờ đi phá làng phá xóm của nó. 34% tiền hại à? Ồ, tên à? Lâng cấp. Ok, lâng cấp nhà lên. 10 giây thôi, nó khá là nhanh. Cấp giây tiếp, cuối hồi 15 phút lên luôn. Nâng cấp đi, để tích cực nâng cấp đi. Nâng cấp 2000 dầu, được. Nâng cấp. Ok. 1 giờ, à 1 phút, 59 giây cả. Mình sẽ vào, mình xây dựng. Mình sẽ xây cái tháp ở đây đây. Rồi, mất 1 phút. Dùng luôn. Rồi mình sẽ đi chiến nhà của nó. Lên level 3, tuyệt vời. Mỏ vàng à, lên level 2 luôn đi. Tại xây này cần vàng mà, mình thấy rất là cần vàng luôn. Ok, lên level 3 rồi. Uầy, lần cái tháp này cần 2000 tiền cơ. Để mình xem nào. Đại bác. ướt lưng đại bác đi, mất 10 giây thôi. Tài nguyên rồi, bỏ vàng. À, cái này đặt được. Có di chuyển lại được cái này không? Mình muốn đặt hai cái bỏ vàng cạnh nhau cơ. Thôi cả ông được thôi. Oh, di chuyển được luôn này các bạn. Nice. Rồi. Ủa, nhìn cái chỗ này mình trông lặng quá. Khoan đã. Rồi, đây, đặt cái này ở đây. Mình sẽ cho mỏ vàng ở cạnh nhà. Là tạm lấy đi. Ấy. Để ở đây. Không nâng cấp được kìa. Wow. Đi chiến nhà nó đi. Tìm luôn. Oh, nâng cấp mình lính. Được. Đợi hai mấy giây thôi. Mình không muốn phí kim cương nữa mà. Tại vì kim cương mình còn 217. Mình nghĩ sẽ cần rất là nhiều nữa đấy. 30 giây được một con cả. Lẩu đấy. Rồi, chiến nhà thôi. Tìm luôn. Chi phí tấn công 3 giờ cơ. Sao bảo? Đúng rồi, nhìn nhà ở đó trông. Tài cũng mới chơi các bạn. Bắn nè. Đợi 2 phút cho nó đánh nhau. Đang đánh nhà chính bọn nó. Bọn này không thấy ra nhỉ, trốn hết trong ấy không? Ngon. Rồi, đã đợi phá hủy rốt mấy cái công trình phụ nữa. Đi đánh nhà này các bạn sẽ được vàng và được kiểu dầu của nó nhé. Được chưa? Ủa, có khẩu pháo kìa. mày nhờ. Hên quá, win. Hết đấy rồi, hết dầu rồi. Rồi, mình trở qua tựa game tiếp theo đi. Game này trong thời gian rảnh thì mình sẽ tiếp tục cày nha, cho nó giàu. Mình sẽ tìm hiểu thêm về con game Clash of Clans đấy. Theo mình kiểu chơi lướt qua thấy khá là hay, khá là bánh cuốn. Lại tiếp tục chơi cái màn này thôi. Kìa, cộng 6 luôn cả. Được. Đi shooter đến level 2. Đến level là cái gì bạn nhỉ? Mình biết là nên level là cái gì luôn. Được cái con ăn mộ. Đây là đều con shooter bắn một lượt 2 viên. Con này tên là repeater các bạn. Được cái con sunflower 2 đầu. Để nó vô luôn, nice. Thế, rồi mình sẽ tiếp tục chơi màn này nhá. Màn này như là mình gãy 2 clip này rồi. Căn bản khó quá. Con này mình sẽ cần thiết đến để dùng ấy. Cái con quan trọng nhất đây. Bỏ này ra. Mình cho nguyên một cặp này vào đi. Ui rồi 100 kim cương. Con này em vào. Tưới nước ra. Tưới nước đã. Tưới nước tiếp tục. Đây, để con này đi. Ok. Ôi, không được dùng cái này luôn. Mình xem nào. Cho con quanh giấm vào đi. Rồi. Nhìn lại một lượt nữa. Nhìn lại một lượt tổng thể luôn. Rồi, chơi thôi. Let's go. Ok, nhìn ổn phết đấy. Chơi đi. Liên tiếp đổi chiến thuật. Cái con này các bạn nên dùng ở mấy cái này nhá, tại vì kể cả gió thổi đến thì cho đi nữa thì nó không thể bị đóng băng được, tại con này lửa mà. Ớt chuông. Đây. Đấm nhau bục mặt luôn. Đây, tôi bị mất một cái xe rồi. Cái gió này nói chung là rất là khó chịu luôn. Ôi, xong một bé rồi. Mình toàn quá nhỉ. Nè, quánh cho nó quả giấm. Quánh đi. Rồi. Rồi tiếp tục. Vậy thì tới số rồi các bạn ạ. Yeah, qua màn rồi. Mày chết. Yes. Vậy là qua màn. Bổ tay. Ui, nó khó kinh khủng thật đấy các bạn. 2 clip mình mới qua được. Đây là clip thứ 3. Máy quay nào sáng. vô game. Ui, cậu còn to đùng ngày đây này. Không để cho vượt qua vạch luôn. Thôi ôi, gì mà kinh khủng vậy. Trời, không được tự tin cho lắm mà, tại bọn nó có con trâu kìa, khó lắm. Thôi xong rồi, ta rồi, té mất hai con xịn mình rồi. Để trở qua từ cái tiếp theo đi. Là PvZ Zombie HD. Chút tầm khoảng 10 giây, 5 giây rồi. Cho gì vào bây giờ nhỉ? Mình cho con nào đây? Để cho con này vào đây. Để hai con vuông nắc vào cho nằm màu này. Mình chả biết là đặt diều luôn. tiếp tục đặt con này đây. Rồi, mình sẽ đặt con này đây. Bạn đặt lửa thì không đưa vào lại rồi. À, nhảy cái này marathon à? À nhảy xa nhầm. Cái mình không biết gọi gì. Mình gọi nó là marathon đi. À, cầm cái que gậy. Mình biết cái môn thể thao này nhưng mà mình biết nó gọi là gì luôn đấy. Nếu các bạn biết comment ở dưới nha. Nói chung như này vô địch rồi. 3 con bắn bình thường thì bọn nó đã đủ chết rồi, còn thêm đạn lửa thì sao lại được bạn nhỉ? Ok. Vậy à, trời ơi, đánh bot để giải clip xong mình đánh bot đi. Rồi, ok, mình xin kết thúc video này tại đây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip sau. Bye bye.